Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ dẫn cho bạn cách lấy lại mật khẩu liên quan Mobi khi các bạn chúng ta quên trên máy tính. Để lấy lại mật khẩu liên quan Mobi thì chúng ta sẽ làm theo các bước sau đây. Rồi, đầu tiên đó, các bạn chúng ta sẽ mở trình duyệt web lên. Tiếp theo, các bạn chúng ta sẽ truy cập vào trang là garana.vn. Rồi sau đó đây, các bạn chúng ta sẽ chọn một lá tài khoản này. Rồi, nếu như các bạn chúng ta đã quên mật khẩu rồi thì ở đây, các bạn chúng ta sẽ bấm vào dòng là quên mật khẩu này. Rồi đây nó hỗ trợ cho chúng ta lấy lại mật khẩu của tài khoản liên quan. Rồi đầu tiên, các bạn chúng ta sẽ nhập email hoặc là tên đăng nhập. Đó các bạn có thể là nhập một trong hai nha. Nếu như quên tên đăng nhập thì chúng ta sẽ nhập email. Còn nếu như quên email thì chúng ta sẽ nhập tên đăng nhập nha. Rồi bây giờ tôi sẽ nhập tên đăng nhập của tôi. Xong rồi, tiếp theo tôi sẽ chọn vào số điện thoại này. Các bạn lưu ý nha. Cái số 84 á nó thay số 0. Bây giờ các bạn chúng ta sẽ nhập số điện thoại của chúng ta mà không có số 0 nha, không có số 0 ở vị trí đầu tiên nha, bỏ số 0 đi. Đó bây giờ tôi sẽ bỏ số 0 đi. Rồi, sau đó ở đây tôi sẽ tiến hành là nhập mã cấp tra. Nếu như mã cấp tra đó, nó khó quá thì các bạn chúng ta sẽ đổi qua hình khác nha. Đây, rồi bây giờ tôi sẽ phóng lớn lên để cho nó dễ nhìn Đây hình này khó quá bây giờ tôi sẽ đổi qua hình khác này Đây hình này dễ nhìn hơn Rồi lưu ý nha Nhập mã cấp tra các bạn chúng ta phải nhập toàn chữ hoa nha Ví dụ như đây là chữ A này thì tôi sẽ bật cấp lóc lên A này M này 3 này X M Z Xong rồi bây giờ tôi sẽ chọn là tiếp theo rồi lúc này á, nó yêu cầu tôi là hãy nhập tên đăng nhập của tôi rồi bây giờ tôi sẽ nhập tên đăng nhập của tôi vào bấm vào đây này nhập tên đăng nhập vào xong rồi bây giờ tôi sẽ bấm vào tiếp theo này rồi chúng tôi sẽ gửi mã xác nhận đến số điện thoại của bạn đó bây giờ tôi sẽ chọn vào ok nha rồi sau đó các bạn chúng ta sẽ cầm điện thoại lên để nhập mã xác nhận vào thì Garena vừa gửi đến số điện thoại của tôi một mã xác nhận đó là 379 193. Bây giờ tôi sẽ nhập vào nha. Đây. 3 7 9 1 9 3. Xong rồi, thì tôi sẽ chọn là xác nhận này. Thì lúc này á, nó mới cho tôi tạo mật khẩu mới này. Rồi bây giờ tôi sẽ nhập mật khẩu mới. Thì các bạn lưu ý nha, mật khẩu mới á phải từ 8 tới 16 ký tự. Trong mật khẩu á nó phải chứa ít nhất là một ký tự viết hoa này, một ký tự viết thường, một ký tự số và một ký tự đặc biệt. Đó bây giờ tôi sẽ nhập ký tự đầu tiên là chữ in hoa nha. Đó các bạn chúng ta nhập làm sao? Phải chứa tất cả các ký tự ở trên nha. Tiếp theo tôi sẽ nhập mật khẩu một lần nữa. Rồi hai ô này á nó phải khớp nhau. Rồi sau khi khớp nhau rồi, bây giờ tôi sẽ bấm vào xác nhận này. Đó mật khẩu đã thay đổi thành công bạn đã thay đổi mật khẩu thành công vui lòng đăng nhập lại này rồi bây giờ tôi sẽ đăng nhập trở lại nha đây tôi sẽ thu nhỏ lại này rồi bây giờ tôi sẽ quay lại Garena tôi chọn vào tài khoản này sau đó ở đây tôi sẽ nhập lại tài khoản của tôi này tiếp theo ở đây tôi sẽ nhập mật khẩu vào mật khẩu mà tôi vừa thay đổi á bấm vào đăng nhập ngay này đó đã đăng nhập rồi đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn có lấy lại mật khẩu liên quân khi các bạn chúng ta quên trên máy tính nếu thấy video hay hữu ích thì bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn theo dõi